Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Tình đang có mặt tại tỉnh Đồng Tháp, nhận được cuộc gọi cầu cứu của một người chú về bệnh tình người con trai của mình. Nghe đâu con trai của chú mắc bệnh tâm linh, trước đó đã bị hai người âm giải hồn con trai chú về địa ngục. May mắn thay thì được Phật giải cứu. Trong lúc hồn con trai chú bị hai người âm dẫn đi thì gia đình lúc đó nghĩ anh trai đã mất và đã chuẩn bị hòm rương mai táng tất cả mọi thứ, kể cả việc làm ảnh thờ. Thì câu chuyện nó ly kỳ như thế nào thì chắc phải nhờ chú đây chia sẻ lại cho bà con cô bác anh chị được biết thêm rồi. Dạ con chào chú ạ. Dạ. Dạ con xin giới thiệu, con tên Tình, không biết chú tên gì ạ? Sao bạn. Dạ. Chú Sáu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 60. Dạ. Con có nghe chú chia sẻ về chứng bệnh của người con mình đó chú. Dạ. Thì hôm nay con đến đây con ghi hình để chia sẻ cho bà con cô bác anh chị được biết. Thì lúc bữa đó thì nó chết rồi, trong buồng khiêng ra cổ quần áo điện băng số mâm xin hòm gương đồ gọi trơn rồi mới điện ngược trở lại, nó tàn mà coi nó tỉnh rồi quay khoan để ở đây chừng nào nó ấy thì tôi cho mấy ông hay. Hôm sau rồi chết rồi mà sao tỉnh, tôi nói nó đem ra tôi thay đồ đạc nó đặng mấy ông tới đừng liệm, bị nó xì lum trơn sợ nó hôi thối. Rồi cái đầu tôi nói thôi con niệm Phật đi, đang theo ông bà Phật trời dẫn về núi ở. Cái tôi nghe nó Quan Thế Âm Bồ Tát, cái nó thở lực cái khì, cái nó tỉnh lại luôn. Ai nghe cũng hết hồn chứ, rõ ràng luôn vậy đó. Rồi nó tỉnh lại tới cỡ 3 giờ chiều. Cái hỏi nó kể lại là có hai người đó, nó vừa mệt cái hai người đó nhào vô sóc ngang ngựng tay cái nó bay không. Bay về trên núi mà không biết cái núi nào, nó chung vô cái hang đó. Nước chảy gỉ mà mắt lạnh nha. Có ông già ngâu tới ngực ngồi nó bật trắng khoao. Ông nói tời cho hai mày tới số rồi, thằng này chưa tới số sao bắt người ta, đem trả lại liền. Đem trả liền để người ta liệm. Đem trả lại nó về tới nhà cái nó tống như một đạp vô cái chổng cái ịt xuống đó, cái hai thằng bỏ chạy. Rồi nó tỉnh lại tới nay luôn á. Nó tỉnh lại nghe nó còn mê man, nhờ bà thầy đó đâu bên môn gì đó, tôi không biết bả không biết tôi luôn, mới nghe tin đồn vậy cái bả chạy qua. Qua cái bả tìm nhà, bả hô chú cho thông cảm cho tôi xin ba nhang của đốt trình của quyền, tôi thỉnh ly nước, tôi phun cho nó, tôi làm phép cho nó coi thằng này chưa tới số đâu. Mà tướng mạng này nữa làm thầy. Tôi nói là theo đó bà làm gì đó làm tự do. Rồi mà nếu nó làm thầy tôi làm thầy luôn cũng chơi, nếu mà vợ tôi làm cũng chơi luôn, nếu mà làm phước nha chứ làm gian ác là không làm à. Bà nói thì đó, tôi đại biểu chú đặt bàn giấy cúng nồi cho ấm ban cái lóc gì vậy đó. Mà hai nếu mà nó chừng nào nó hết khỏe ăn uống đi đứng được chú điện cho tôi dẫn đi núi dở xác cho nó làm thầy. Tôi nói rồi, tôi hứa bà. Người ta nó tỉnh nó nằm tới nay là tháng 8 ngày mà không ăn uống gì chân. Cứ ngày sáng uống 2 muỗng cà phê nước, rồi chiều uống 2 muỗng cà phê nước đó. Chứ không uống được 3 muỗng, uống 3 muỗng lỗi liền. Rồi hỏi nó sao kỳ vậy, nó trong họng nó uống được mà mấy ông nói cho uống được 2 muỗng chứ không cho uống nhiều. Tự nó nói là gì đó, nó mấy ông cho uống 2 muỗng chứ 3 muỗng mấy ông cho uống. Dạ thưa chú Sáu, chú Sáu có thể chia sẻ cho con cùng với ông quý chị bà con cô bác được biết người con trai của chú Sáu năm nay bao nhiêu tuổi rồi không ạ? 39. 39 tuổi. Ừ, chú đó. Sáu có mấy người con thưa chú Sáu? Có một thằng một. Một người con trai duy nhất? Một còn đứa một duy nhất. Chú Sáu có thể chia sẻ cho con cùng với quý chị bà con cô bác được biết anh có gia đình, có vợ con gì không? Có vợ, hai đứa con. Dạ. Đứa con gái thằng trai, thằng trai 20, đứa con gái 18. Dạ. Đang bằng ở thành phố. Dạ. Mà lúc bữa đó chết rồi tôi điện cho nó về nửa đường rồi tôi cũng cho hay nó tỉnh lại rồi nó cũng thôi về thấy luôn. Về như là một ngày là ở ngoài công ty trừ một ngày 1 triệu tiền lương mà mặn ngày có 180 mà trừ ngày 1 triệu. Rồi ra họ hỏi mấy ông không nghĩ ngang gì là phải trừ vậy. Rồi mà nếu mà hả chết thiệt thì bằng giấy khai tử đi ra mấy ông hỗ trợ tiền nhang khói tiếp cho. Còn hả chưa chết gì là phải trừ tiền một ngày là 1 triệu. Nghỉ 3 ngày là 3 triệu, mỗi đứa 3 triệu. Ba đứa 9 triệu hỏi ông mặn tháng có nhiêu tiền đâu mà trừ vậy, không trừ thì nó không chịu, bắt buộc nó phải trừ. Chú Sáu có thể tiết lộ cho con cùng với quý chị bà con cô bác được biết trước khi lập gia đình thì anh trai trong gia đình vẫn khỏe mạnh như bao khỏe người mạnh luôn. Đi mặn công ty mặn kho mặn hồ đồ đàng hoàng trơn. Rồi nó thấy mặn nặng quá nó nghĩ nó mua được má vốn rồi nó mua cái máy nó dựa rửa xem đa. Nó rửa đâu thời gian luôn cũng cả năm mà cái phát lên không nó hôn tay chân nhất từ lóng quá mặn không nổi thôi nghỉ, thấy nó mệt quá cái người ta chỉ bên Tân Hồng Ngự ông thầy bển nó qua hốt 30 thang vậy uống mới 3 thang mình mấy xương cứng nhắc trơn thôi nghỉ uống bỏ lại đó chuyển đi chở đi thành phố ra ngoài nằm ngoài luôn ra 2 năm rồi đó. Nó thấy ngày niệm không nó chở về đây
chở gì giao tôi đây. Bữa đó là nó mệt quá, cái điện cho băng sớm mầm, ông xin đâu được 6 triệu mấy, ông đem xe chữ thập đỏ của năm nu chở đi ngoài ra ngoài đợt này, ông chạy luôn, đúng không? Thằng này hết cứu, họ chở về đi, thì chở về mới có 3 ngày là nó chết đó. Nó chết rồi bắt đầu cho tôi nói ra thay đồ đạc. Tôi nói thôi con tới số rồi, tao có thằng một mà mày cũng tới số nữa, thôi mày theo ông bà đi, ráng niệm Phật nha, đừng ông Phật rước vong linh mày về núi ở. Mới vừa gặp miệng nói vậy sao nó Quan Thế Âm Bồ Tát, cái bắt đầu nó thở lại cái khì liền, nó thở lại kiểu mình mệt mình thở vậy đó. Bắt đầu đó là lo mừng gỡ không à, rồi đâu có hỏi, tôi nói mình không có đuối hết trơn, hỏi gì được. Tới 3 giờ chiều nó tỉnh lại nó mới kể vậy đó. Chắc lúc đó người trong gia đình của mình ai nấy cũng hoảng hốt hết luôn. Hoảng hốt luôn. Dạ. Ta điện từ thiện đem hòm đồ lên rồi trơn rồi mà sống lại ai tin. Rồi con có nghe bà con lối xóm chia sẻ là chú đã phát họa hình của anh luôn rồi không chú? Hòa làm hình luôn, làm dạ. Hình thờ đồ luôn, trơn luôn. Dạ. Bây giờ còn để trong nguyên kìa. Dạ. Tính từ thời điểm mà ảnh ngã bệnh á cho đến bây giờ đã được bao nhiêu năm rồi thưa chú? 3 năm 16 ngày. Trước đó là ảnh làm những việc nặng đồ rất là bình thường luôn. Bình thường, vác kho mà nó vác 3 lần 2 bao không đó. Bỗng nhiên một ngày cái ngã bệnh mình mẩy sưng phù lên như vậy. Mới đầu nó nhức tay. Nhức thôi. Nó nhức từ lóng tay lóng chân, nhức chịu không nổi. Dạ. Mới quảng hồn vậy không biết sao, rồi tiền đâu có. Thôi nghe ta chỉ ông thầy bên Tân Hồng Ngự đi bên hút 30 thang thuốc cho dù uống, mới uống 3 thang nó sưng cứng ngắc mình trơn. Nó sưng như thổi bong bóng vậy. Thuốc nam hả chú? Thuốc nam. Rồi quảng hồn ngưng lại không uống mới chuyển đi thành phố. Vậy là anh không có chịu thuốc nam? Không. Dạ. Hiện giờ đổ thuốc nam vô muỗng một lại sưng phì chân liền. Ô lạ vậy à? Ừ. Bây giờ bác sĩ vô biển cách ngày vô ngày đó chích 20 thuốc đó, chích được chứ uống thuốc cũng không được nữa. Lúc nãy chú Sáu có chia sẻ với con á, lúc mà ảnh mất rồi á, ảnh được 2 người khiêng ảnh đi đâu về núi á. Ừ. Thì lúc đó anh tỉnh lại anh chia sẻ lại cái câu chuyện mà anh đi về núi hả chú Sáu? Rồi nó nói về núi mà tôi hỏi gần nó, bị cái núi là mình biết gần. Bởi mình từng đi lấy thuốc nam rồi cũng làm từ thiện, hỏi mày biết núi nào không? Nó không, không biết núi nào trơn mà nó dẫn bay vô cái hang đó. Cái hang đó rộng lắm, chứa cả ngàn người à. Vừa khô khỏi miệng hang cái gặp ông già, ông ngồi một đống mà râu tới ngực, tóc bạc chân, mới dòm tờ giấy tới số mấy mày rồi, thằng này chưa tới số cho bắt người ta đem trả lại liền. Cái nó kể sóc hai tay nhỏ nó bay, nó bay không à. Bay không hả chú? Bay không, nó bay không, bay mắt dạ. Lạnh như nó rồi về tới gần cái cửa nhà cái nó kêu thằng đạp nó nhỏ văng vô cái bỏ chạy. À. Mà tôi hỏi nó lớn nhỏ nó tướng dữ lắm, lớn luôn. Tướng nó cả 2-3 thằng lạm lợi vậy đó. Dạ. Tướng bự con vậy đó. Cao gáo mà bự con. Vậy là trong lúc 2 người mà khiêng anh trai đi về núi á. Ừ. Rồi người mà râu bạc á nói anh trai chưa có tới số là bắt á ha. Rồi kêu 2 người này phải đem trả lại liền. Phải đem trả lại liền. Đó dạ. 2 thằng mới quay trở ra sóc 2 tay nhỏ bay trở về liền. Có nghe anh trai chia sẻ là 2 người đó có giống ai không thưa chú? Nó giống như người ta mà cái đầu thì không mỏ nhọn quắc mà lông như lông ngựa vậy đó. Mỏ nhọn. Hình tay chân người ta mà cái đầu mặt mày giờ mới gan cái con ngựa vậy đó. Dạ. Ừ. Rồi trong lúc chú Sáu chia sẻ với con á, thì có chia sẻ một cái tình tiết đó là một bà thầy đâu đó ở bên Ô Môn gì Môn. Dạ. Không, tôi không biết bà không biết tôi nữa. Dạ. Bà nói qua bà mới tìm ông bạn ở dưới Long Thành. Ông nói tìm nhận số bạn nghe có một con mà chết đi xong lại. Lên đi tôi cứu nó coi. Còn chưa tới số tôi cứu nó. Bà lên bà mới uống ly trà rồi bà dầm dầm bằng thờ. Bà nói cũng quyền quá lớn. Mà thằng này chưa tới số tôi bảo đảm chú chưa tới số. Để cho chú thông cảm cho tôi đốt 3 nhang trình của quyền. Tôi nói nó tự do chị muốn làm sao làm. Giờ tôi gói đường hình rồi tôi không biết chân. Rồi bà lại bà trình đốt nhang 3 nhang, bà thỉnh nước cúng phun bà dỗ nhỏ. Cái hồi sau từ hồi bữa làm hôm nay là thấy 10 phần nó giảm được 6 đó. Dữ vậy hả chú? Nó tỉnh lại nó biết cha mẹ. Còn lúc trước nó gặp tôi nó kêu anh mà. Anh thay quần giùm em đái ướt chân rồi. Nó đâu biết cha mẹ mà từ hồi bà thầy bà làm bây giờ là nó biết cha mẹ, biết anh em. Hiện tại sức khỏe của ảnh như thế nào rồi thưa sức chú? Khỏe thì 10 phần nó được 6 phần. Dạ. Bây giờ phân biệt được chú với cô trong gia biết, đình biết vợ luôn, vợ về thành phố về thăm nó cũng biết luôn. Còn hồi dạ. Trước đâu biết, vì ảnh kêu cô mà. Cô thăm tôi mang ơn nha, mình vậy thôi chứ nó không biết vợ con luôn. Mà từ hồi bà thầy bà làm bây giờ là nó biết vợ con, cha mẹ luôn. Rồi khi mà chú đưa anh trai đi khám bệnh ở bệnh viện á, thì bệnh viện nói anh trai bị bệnh gì thưa chú? Dạ, thận hư.
bao tử hư, gan hư, rồi khớp hư trang này, ngoại tử khớp trang này, giờ là chị không được thôi, trở về đi. Rồi trở về là nó xì tùm lum trên gõ gàn, khớp nào nó cũng xì trên hả, coi nào có khớp là nó xì đó, xì một mọc nấy bằng khu chén không vậy đó. Mà nó không thúi không tanh nha, nó chỉ chảy mũ thôi chứ nó không thúi không tanh, ngộ đời vậy đó. Xì chân khớp tay khớp giò khớp lưng, hiện tại giờ hiện nặng là nhất là cái lưng ba lỗ tới xương sống luôn, thấy mắt xương sống chân là thịt nó bị thúi á, thúi hết trơn rồi. Tôi lấy bông gòn tôi giấy vô vô mày nó bụng lỏng là dòm thấy xương luôn, gan xương heo mình cạp còn cái xương vậy. Rồi hằng ngày cái việc tắm rửa cũng như là ăn uống thì ai chăm sóc anh thôi chú? Tôi vợ tôi chứ mình tôi làm cũng không nổi nữa. Đừng có xương sống nghe chọt nó nằm lì xuống dưới rồi đâu có gượng gạo gì nổi. Rồi mình chăm sóc con mình như vậy thì chắc mình đâu có đi làm được công việc. Có làm gì đâu được. Hai đứa là chăn trở nó tối ngày luôn. Ngày thay 2-3 lần bị mũ nó chảy ra, không thay thì nó hôi gình. Thôi con mời chú đi vô trong để con cùng với chú cũng như là quý chị bà con cô bác hỏi thăm sức khỏe của anh nha chú. Nhà mình theo đạo Phật giáo Hòa Hảo hả chú? Dạ, Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Chào anh nha. Ăn uống gì chưa anh trai? Không có ăn gì đâu. Dạ. Giờ thấy sức khỏe trong mình như thế nào nè? Dạ. Mình cũng bình thường. Mà có cái lâu lâu phải uống nước mới được. Lâu lâu uống nước? Em có nghe chú Sáu chia sẻ là mỗi ngày anh chị uống có 2-3 muỗng nước. Dạ. Rồi việc ăn uống của mình có gặp khó khăn gì không thưa anh? Có. Tại không ăn uống được. Dạ. Gặp cơm, ngán cơm, gặp cháo, ngán cháo, không biết ăn gì. Dạ. Tôi chỉ là uống miếng nước, 2 muỗng đi rồi. Anh có nhớ mình tên gì không? Dạ, anh tên gì anh có thể chia sẻ. Dạ. Rồi anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 39. 39 tuổi. Rồi trước đó anh làm công việc gì anh? Hồi trước là mở hồ. Dạ. Mở hồ xong rồi cái mới đi xuống dưới mà đập chứ. Dạ. Vô với cậu giáp phân. Giáp phân rồi cái thấy ngón tay này nè đau sưng hoài à. Cái xin nghỉ về mua thuốc uống cái thuốc cũng hết, cái nghỉ xin nghỉ về mua máy nén rửa xe được thời gian rồi cái đau sưng tay hoài tới còn mấy ngón tay này nè, cái gan cua bò gì trong hoài nó không ngay ra được, rồi mình đâu có cầm đồ đâu rửa được. Nghỉ. Anh có nhớ là mình rửa xe được bao lâu không? Rửa xe được có nhiều con năm. Năm? Chưa 2 năm nữa. Dạ. Cái là phát bệnh lên cái nghỉ tới giờ. Rồi việc mình ăn uống thì cũng rất là khó khăn nè. Rồi cái việc mình ngồi dậy chắc đâu có ngồi được đâu ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi tất cả những cái việc như là tắm rửa rồi vệ sinh là chú Sáu đây làm hết. Rồi vợ con anh đi làm xa có thường xuyên về thăm anh không? Có. Dạ. Con cái trong gia đình ngoan hết ha anh? Ngoan. Dạ. Anh trai đứa con gái á. Dạ. Còn nhỏ con gái sáng mới đi. Dạ. Hiện tại là cái tay của anh như thế này á, mình cầm được đôi đũa với chén cơm không thưa anh? Không. Không cầm được luôn mẹ không? Đút không? Dạ. Nước cũng đút, cha với mẹ đút không có làm gì được đó. Dạ. Đâu có ngay ra được mà. Dạ. Em thấy là hết hết. Dạ. Em thấy chân của mình nó cũng rút lại hết rồi nè. Đúng rồi. Rút mọi xì ngủ được lên trên. Rút rồi xì luôn. Dạ. Xì chân. Xương mấy xương cái dứt khi chưa mà ra mồ hôi nước chảy mấy cái ống nó chảy ra luôn. Dạ. Rồi tối mình ngủ mình có đau nhức gì không thưa anh? Có. Thì bữa ngủ không được, bữa nghỉ lăn lộn sáng đêm. Dạ. Thì ông với bà la hoài. Anh trai lúc mà còn khỏe chắc to con hả bự chú Sáu? Bự con lắm. Dạ. Con lắm, nó bự con tôi mà. Dạ.
Trứng nó cỡ 60 kg á. Dạ. Mà hậu hết bệnh giờ còn bé lớn, nhân con hình nhân luôn. Dạ. Bây giờ mấy cái khớp nó là chú coi giờ nó xì mũ trơn, mấy khớp bự là xì trơn. Mấy khớp thai này nè, giờ bó mấy cái chỗ nào bó dày là hư chân. Rồi em có nghe chú Sáu chia sẻ là ở dưới lưng của mình á thì có ba cái. Dạ. Em không nhầm xuống thấy được. Dạ. Chú Sáu có chia sẻ là có ba cái vết thương rất là lớn á. Thì không biết anh nằm như thế này á thì nó có chảy nước rồi, nó có gây cho mình cảm giác khó chịu gì không thưa anh? Dạ. Nằm lăn qua lăn lại nhấm nhít nhấm nhít nhấm nhít hoài, gan mà gắn. Dạ. Chứ nằm ngay không được, chứ người ta phải nằm ngay được người ta cũng đỡ. Dạ. Hiện tại anh đâu có còn dùng thuốc thang gì nữa ha anh? Nghỉ luôn. Nghỉ hết luôn rồi. Nghỉ nước biển với sáng chích hai mũi thuốc á, cái đồ. Dạ. Không uống được viên thuốc nào đâu. Dạ. Uống chưa được hai muỗng, ba muỗng nước rồi sao uống được 7 ly viên thuốc. Dạ. Rồi mấy lúc trời lạnh á, những cái vết thương này nó nhức nhối. Không, không được luôn. Dạ. Phải sang điểm. Rồi mình có dùng thuốc giảm đau gì không thưa? Uống đâu được rồi, uống có nước đâu. Dạ. Uống có hai thì uống nước. Cái việc mình uống nước ít như vậy là do cơ thể của mình nó không có thích nghi hay là do cái biết. Phần ơn trên không cho mình uống thôi? Không biết, tại uống hay để uống thử nha. Uống 3 muỗng rồi chút xíu ổi á. Uống 3 muỗng là ổi? 3 muỗng là ổi, 3 muỗng là ổi. Dạ. Uống 2 muỗng không gì thèm nước nó chết luôn mà uống được 2 muỗng. Chán cần cổ khô, miệng khô, đút được có 2 muỗng cái chán chán cái ướt gan ngoài mình tứ lá cây. Rồi em có nghe chú Sáu chia sẻ là trước đó chú Sáu đã nghĩ anh mất rồi thì cả gia đình cũng họp lại hết rồi và đã chuẩn bị về. Dạ. Đã chuẩn bị hòm rương mai táng rồi, làm luôn cả ảnh thờ. Thì lúc đó nhà quá chợ quá lại thầy hơi tỉnh lại không biết cái gì chứ. Chở vết nhà ô lung tung chân bắt vàng ghế đúc đèn nhiều. Úi xua. Thành ta lại không chết á, cái ta cũng đi luôn. Chú ngồi qua phía bên này đi chú. Dạ. Cho em để cái mic đây luôn ha, có nặng anh không? Không, dạ. Không được. Rồi hình của anh đâu chứ sao? Dạ. 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 Cái hình đi bệnh bệnh sưng mình mấy cái gớm. Ủa sao mặt của anh bị uống ba thuốc nam sưng á. À. Vậy là lúc đó còn đang uống thuốc nam hả chú ha? Còn đang uống thuốc. Ngay cái giấy căn cước lại đó là mấy ông chụp mới còn sưng vậy đó. Dạ. Trước là xài chứng minh, rồi bằng lại căn cước nó xin vậy đó. Nói chung là gia đình mình đã nghĩ là ảnh mất đi rồi. Và gia đình mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Thì đó là cửa vách nhà người Sáu trơn rồi, tới giờ chưa gấp lại đó. Dạ. Chết rồi, người Sáu ra rồi trơn rồi. Rồi bỗng nhiên thì tôi nói giọt miệng tôi mới nói thôi con tới số rồi, thôi miệng Phật đi. Trời Phật, con bà vẫn nhiều nói dở. Dạ. Cái tóc là quan thế âm Bồ Tát. Cái mặt đầu nó tỉnh lại luôn. Anh có thể chia sẻ cho cô bác anh chị được biết cái vụ việc mà lúc anh bị hai người bắt đến một cái hang động gì đó, anh có thể chia sẻ được không ạ? Như mà kêu em hả? Dạ. Được. Được mà ngọc mình không biết mặt người đó. Dạ. Cái sự việc tại lúc ban đầu thì nó như thế nào? Tại vì nhắn cái chuyện giấc sáng vô nhà. Dạ. Mới uống hai ly nước, uống miếng một muỗng nước định đó. Rồi cái tự nhiên ở đâu ở ngoài ba vô thì ra ngoài cút đá vậy đó, lôi đi một cái thù. Cái nói bụng nó trời ơi, chết nữa rồi. Bài lôi đi đâu không biết nữa. Cái người cái lôi vô trong hang động, ông già ổng. Ông nhìn mặt ông lao mới trời ơi, hai con quỷ mà bị bắt tàu lao rồi, ta chưa chết đi lâu vô chổng. Rồi cái đầu đưa trở vô,
mát cái ghê rồi, người dân đó gió nó mát dịu dàng lắm. Cái ông chụp ông liền chở ngựa ra, rồi cái hai thằng đó nó liền trở về đây ình vô cái sọt này nè, quấn cái bịch cái rồi không biết trời chăng gì chân luôn, có kêu được có tiếng Phật đó cái rồi. Lúc mà hai người đó kè anh đi về một cái hang núi, hai người đó to con lắm ha. Ừ, to con lắm mà mình đâu có biết đâu. Không có thấy được mặt mũi ha? Không. Còn cái người trong hang động mà râu dài là anh nhìn thấy? Râu ghê không mà, có thấy ông già được hai con mắt. Thấy được hai mắt. Hai có... con mắt trắng tư cái râu vậy. Dạ. Không có gặp cái gì nữa hết trơn. Thấy ông cụ nó nói là bắt nhầm người rồi. Ừ. Kêu hai người đó là phải thả anh về. Đúng rồi. Dạ. Thả về thả cái ịch luôn hả anh? Ừ, liền nữa chứ phải mà ôm ra để từ từ cũng đại. Dạ. Cơi xúc đá cái tôi nói hồi còn hồi đá bên lông. Rồi văng vô trong đây nè, ịch nè. Kéo đầu cái vừa tỉnh tỉnh lên kêu tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ấy, cái gồm tiêu luôn. Mất thở luôn, không biết gì chứ. Trong lúc mà gia đình đã bày bố để mà làm đám cho anh đó, anh kêu lên một tiếng mô Phật á, lúc đó anh có nhận thức không? Anh có nhận thức cái tiếng kêu của mình không? Hay là mình không biết luôn? Không biết luôn. Dạ. Tự động luôn, gan máy chạy gì đó. Dạ. Rồi có nghe chú Sáu chia sẻ là cách đây vài hôm thì có một cái bà thầy nào đó ở bên Ô Môn á đến cúng kiến đó. Dạ. Bà ngoại đó, quýnh có phun nước, có quýnh máy trưởng mất thở luôn. Quýnh vừa đó tưởng gãy xương, gãy cốt hết rồi. À, có nghĩa là bà phun nước xong rồi bà trưởng anh ha. Ừ. Có nghĩa là trưởng mạnh lắm ha anh. Mạnh lắm á. Hôm bữa bịt mà. Ôi, thế cô đó không biết anh bị bệnh hay sao mà trưởng mạnh thế? Ai mà biết đâu ạ. Mạnh lắm hả chú, sao? Ờ. Quầy bất tán cho hai cái thao nước màu đỏ. Rồi giả thêm hai thao nước nữa. Ừ, uống vô mặt hai thao nước không biết gì chứ. Cái để trên ghế đó kêu anh ấy. Khỏe không? Cái rồi. Nói bụng nữa có biết quần què gì đâu khỏe. Lúc mà cô hỏi khỏe không chắc lúc đó mình trả lời không nổi luôn đúng không? Trả lời nổi. Dạ, phê quá phải không? Tán cho hai thao nước thì giống cho hai trưởng cái nữa. Dạ. Còn hơn một phê ấy nữa. Bà trưởng anh luôn á ha? Ờ, đúng rồi. Lúc đó đau quá sao không la lên anh? Sao gì cô biết gì đâu đâu. Rồi tối mới biết đó, mới ghim mình. Dạ. Bữa đó xe tối rồi ngủ không được luôn á trời. Sao vậy anh nhức hả? Nhức mình dạ. Chết luôn. Không quýnh gì đâu mà gan quýnh tàu. Chú Sáu sao lúc đó chú Sáu chứng kiến cái cảnh cái cô đó trưởng pháp gì mạnh quá sao chú Sáu không nói nhẹ tay để mạnh tay dữ rồi chú Sáu. Có nói mà quá nó không sao đâu. Trời ơi. Còn bà nói không có sao hả? Ba lòng bịch mình nghe rõ ràng nha. Không nổi. Nếu vậy là nó trong tỉnh nó khỏe lại. Thôi. Với anh trai đây là người bị bệnh á mà trưởng bịch như vậy. Thôi bây giờ mình nói đơn giản như thế này thôi. Ví dụ như hôm đó cái cô đó trưởng chú Sáu bịch vậy, chú Sáu có cảm giác đau không? Đau lắm chứ. Ui, vậy mà trưởng người bệnh vậy sao chịu nổi ta? Ừ. Nhưng mà cổ tự tin là không có sao hả chú? Không. Dạ. Mà cảm giác là chắc biết đau mà nhưng bà nói là không sao. Dạ. Mà mày giác đó cũng không biết luôn, nó giác đó. Nó... Mới ngủ thứ gì? Dạ. Rồi tới chiều tối lại nó mới nói thôi nhưng mình quá tờ đi. Dạ. Tôi nói chắc bà đâu có trưởng mà cũng quánh mày nãy nó nhưng mình cái gì. Trưởng chắc không, trưởng hơn phim tàu luôn á. Ừ, trưởng nhăn cái mặt thôi. Dạ. Nó không la là đau hay gì chứ. Dạ. Nhăn cái mặt thôi, thấy nhăn cái mặt. Trời ơi, xương ba cái xương cốt nó rượu hết á. Bó tay cho cái bà đó quýnh vô một ác giả. Thế từ ngày cô ở bên Ô Môn nó qua đây cúng kiến á, thì sức khỏe của anh có thấy đỡ được phần nào không thưa anh? Đỡ.
Đỡ, đỡ thôi chứ không có mạnh méo gì đâu. Dạ. Dạ thưa chú Sáu, trước lúc mà cô thầy ở bên Ô Môn qua cúng với chú Sáu, dạ, thì anh trai trong gia đình nó nói chuyện được không thưa chú Sáu? Nói như bị thục lử à. Dạ. Lớn gì thôi. Tôi còn không biết, đi ngang lâu lâu đi ngang cái luôn, anh đang thay quần em bỉa em đái rồi. Tôi nói ông nội vậy chứ anh. Dắt nó như nó mắc hồn mắc trí gì á, tận hồi ba làm giờ nó biết. Dạ. À, cha mẹ anh em xếp nghiệp lại thăm nó biết trời. Dạ. Hồi trước đâu biết cái nói cầm bậy thôi. Tận hồi ba mặn bây giờ thì cũng biết, cũng tỉnh, thấy tỉnh lại đỡ. Rồi trong những cái giấc mơ của mình á, thì mình có mơ thấy điều gì không thưa anh? Không. Chỉ có lần đó. Rồi lần tới giờ tới giờ luôn không có thấy gì nữa. Lúc nãy chú Sáu có chia sẻ với con á, người cô làm thầy ở bên Ô Môn á chia sẻ là nếu như anh trai vượt qua cái giai đoạn này thì sau này anh trai sẽ trở thành thầy hả chú? Làm thầy. Dạ. Chị bệnh có tiếng luôn. Chị bệnh có tiếng luôn hả chú? Rồi cũng nghe cũng mừng nữa, tôi mới giọt miệng tôi nói làm cho chơi luôn, vợ tôi làm luôn cũng làm nữa, nếu cho nó hết đi cũng thiệt hết đi, rồi muốn đi núi nào bà nói thì đường nào mà nó đi đứng được ăn cơm được bình thường thì cho điện cho ba hay, rồi bà qua dẫn đi núi dở xác cho làm thầy. Thế người cô đó có nói là dẫn anh trai đi núi nào không thưa chú? Không nghe, không nghe nói hả? Thôi chứ không. Dạ. Biết núi nào luôn. Dạ. Rồi từ ngày cúng kiến tới bây giờ là không có qua nữa hả chú? Không. Dạ. Bà nói cho bà lúc cúng rồi bà về, bà về, bà chỉ cúng rồi bà về, bà nói chừng nào hết, ăn uống được thì điện cho bà hay. Thế chú Sáu cho con hỏi, hôm mà cô làm thầy đó đến cúng thì yêu cầu chú Sáu cúng cái gì chú Sáu? Bà biểu nói, tôi nói cúng cái gì, bà nói trước nghe, chứ cúng quá giới hạn là tôi không có chịu à. Dạ. Bà nói không, gọn ghẹ thôi, chỉ ba con cá lóc. Ông mua về, ông nhớ kỹ nha, mua ba con cho thiệt bự, rồi mua về ông chà phèn cho sạch, đừng đánh dãy nha, rồi nấu nồi cháo ám, để trên bàn lớn 10 cái chén, ở dưới đất 10 cái chén, rồi ông cúng cúng rồi đàng hoàng, đổ bỏ hết chứ không ăn. Đó, rồi ông đặt bàn giấy cúng đi, nghe lời tôi đi, lần nhỏ khỏe lại liền, rồi từ hồi tôi giấy tới nay là thấy 10 phần nó giảm được 6 đó. Mà nó ngay giảm, nó thấy nó, tư tưởng nó giảm nó khỏe thiệt, chứ mình ăn uống chưa được. Đó. Nhưng mà cổ nói là sau này ảnh sẽ ăn uống và khỏe lại bình thường luôn. Ừ. Ừ. Thì từ từ mới nói cái bị cái bệnh nó quá nặng rồi từ từ nó bình phục lại ăn uống lại được hà. Khi mà vừa bước chân vô nhà chú là cô đó nói là cũng quyền thất tổ của chú lớn. Bà bước vô bà ngồi tôi mời bà uống ly nước trà mà giờ mặt này bà hừng đỏ hết trơn nha. Mà dạ. Cặp mắt bà đảo qua đâu lại nè. Dữ hả chú? Bây giờ dữ lắm. Dữ hả chú? Dữ lắm, bà làm hầm hì lắm nghe như quả quẹ vậy đó. Dạ. Giờ mới nói cũng quyền ông quá lớn rồi. Thôi giờ chú thông cảm cho tôi xin ba cái nhang tôi đốt. Tôi nói đó cứ tự nhiên chị lại chị làm sao làm. Mình con tôi hết thôi à. Bà lại bà đốt ba cái nhang bà giấy rồi bà thỉnh ly nước cúng. Chú bà biết tôi đỡ cái lưng hơi hơi lên mà nó ngay chọt hà đỡ cho nổi. Nó cứ ngắt ngay chọt rồi bà vỗ bà phun bà làm hồi theo. Nó im gu hà. Tôi để coi bà này bà làm sao cái hồi tới 3 giờ chiều thấy nó khỏe. Nó nhẹ lại. Nó biết cha mẹ tôi nói vậy chắc có lý đặt cái bàn giá gì á như bà làm. Từ ngày cô làm thầy đó đến đây á thì tình trạng sức khỏe của anh mỗi ngày nó tiến triển được tốt hơn hả chú? Càng ngày nó càng khỏe chút vậy đó, nhưng ăn uống chưa được, chỉ uống một buổi sáng là 2 muỗng nước, chiều 2 muỗng nước, chứ uống 3 muỗng lỗi liền. Dạ. Ngặt đại tôi hỏi ôi sao kỳ vậy, ăn mẹ vô chén hay chén rồi nó chỉ của họng nó nuốt không được. Ta không cho ăn. Dạ. Người ta không cho ăn, người ta biết ăn 2 muỗng rồi chứ không cho ăn nhiều là ói. Người ta không cho ăn là ai thưa chú? Không biết, lại không nó nói ra vậy đó. Dạ. Nó nói người ta không cho ăn nhiều, ta biết ăn 2 muỗng rồi. Anh ơi, anh có biết ai không cho mình ăn nhiều không thưa anh? Biết đâu. Mình không được phép nói người đó không? Mình chỉ biết là ai không đó mách bảo mình là không được ăn nhiều thôi. Dạ. Không được gặp luôn. Nhưng mà giống như là lương tâm mình mách bảo là mình không được ăn nhiều đúng không ạ? Chú lúc nãy chú chia sẻ với con á, cái người cô đó kêu cúng 3 con cá lóc á, đập đầu rồi cúng xanh là sao con chưa có hiểu cái. Chú ơi, này niệm phóng sanh cho nó, cho nó giải thoát đi rồi ha, đập đầu ta, giấy rồi đàng hoàng ha, đập đầu, rồi mua cá lóc sống mới được, đừng mua lóc chết nha, tôi ờ. Gì được chứ, theo cúng heo đồ này kia là tôi không có cúng à. Rửa, đập
ý bà, mình sợ tội đó, với bà sợ tội đó, bà biểu giá trước. Dạ. Cho nó đi siêu thoát đi rồi mình tại cái hoàn cảnh mình mới đập đầu nó, đập đầu ba cái lóc đó thôi, nó cũng không có tội mấy. Mình giá trước hay đập đầu sau? Tôi nói tôi nghe lại y gian vậy mà tôi hỏi nấu sao sao, bà nói để nguyên giấy gì đó rồi trà phèn đôi kia cho sạch nhớt rồi để nguyên vậy vô nồi cháo nấu rồi chứ đừng đánh giấy nha. Dạ. Không biết ngày đó người thầy đó đến đây cúng kiến cho gia đình của mình đó thì có lấy tiền lấy bạc gì không? Không lấy không không luôn. Không có lấy léo gì cả. Dạ. Mời uống ly nước mà bác còn không muốn uống mà, không mà lại luôn. Lại tới nhà là mặt bác họ hưng bác trợn lên liền á. Làm như mình bả mua mít lòng nào vô bóng cự lộn vậy đó, bóng quạ quọ vậy đó. Dạ. Bả nhìn của quyền thôi à, bả nói của quyền ông quá lớn rồi. Thôi chú thông cảm cho tôi xin ba nhang, tôi đốt nhang tôi xin cho thằng nhỏ coi. Rồi bả đốt nhang bả đi giái bả lại sao bả xin cho bả thỉnh như nước cúng mà bả đỡ cái lưng lên cho bả phun. Phun giải đậu lưng bả vỗ bành 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 hồi cái nó mệt đuối quá thì thôi để xuống cho nằm nghỉ cho ba giờ chiều sau nó tỉnh lại. Con nghe chú với anh chia sẻ lúc mà người cô đó vỗ lưng banh 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 kiểu chắc người trong gia đình ai nấy cũng sốc ruột lắm. Tại tôi còn nhót ruột mà tôi nói cái chừng nha bà, cái mục mấy mục đó mà vỗ cái là nó chết liền đó. Bà nói không sao đâu, không có sao đâu, tôi biết. Dạ. Để tôi làm cho. Bà vỗ mình nghe bách 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 vậy đó. Tại vì nghe anh chia sẻ kiểu như là còn bị ám ảnh bởi những cái chú trưởng đó, chú trưởng như lúc nó bắt hồn nó đi á, rồi bà này nó làm nó cũng hết hồn nữa. Chú trưởng ngáp rồi bà ổng đỡ lên, bà ở trên lưng với trưởng rồi quýnh rồi bạch lại. Nó bụng quýnh rồi chứ chết luôn, khổ đi. Nhưng mà tóm lại là sức khỏe của mình thì nó cũng đã có tiến triển đỡ hơn một chút rồi. Thấy ảnh chỉ ăn cháo rồi thôi chứ hả chú? Cháo không được luôn, như cái nấu cháo mà cho thiệt nhừ mà lấy cái nước nó đổ được 2 muỗng rồi. 2 muỗng? 2 muỗng nước thôi chứ có cận cận cháo là nó nhả liền, nó phun liền. Cái nước thôi mà, thì được. Tình trạng sức khỏe như thế này thật sự chăm sóc cực cùng với chú á. Cực dữ lắm, ngày là làm 2 lần 3 lần bị mấy cái mục nó xì ra nó hôi, nó thúi, nó tanh á. Phải thay băng hoài, không thay nó thúi. Ngày thay 3 lần á. Chỉ có 2 lần người, có người thân trong gia đình như là con tôi cháu vợ tôi không à, còn vợ con nó thì mặn đâu có ở nhà được, đi mặn mới có tiền dây chở. Ý chứ con đó là chỉ có những người thân thuộc trong gia đình ruột thịt với nhau mới chăm sóc được như vậy thôi, chứ bây giờ mình có tiền mình thuê người bên ngoài thì họ cũng không có thể nào mà chăm sóc được, tại vì đúng rồi không vừa ý luôn. Dạ. Đâu biết ý đồ làm, tại vì bệnh như thế này thì nhiều khi nửa đêm nửa hôm á mình phải thức dậy mình chăm sóc là, nằm kế với giò nó đó, nó kêu giờ nào là ngốc vậy như nấy đó. Lúc nó mệt thì nó kêu cái đút oxy vô thở, 2 bình oxy để trực chiến. Dạ thưa chú Sáu, hôm nay con có đến nhà chú Sáu thì nghe được những lời chia sẻ của chú Sáu về bệnh tình của anh trai. Thấy chú Sáu dành hết sức khỏe của mình để mà chăm sóc anh trai, thật sự con rất là trân quý cái tấm lòng của chú Sáu. Bởi vì ở thời điểm hiện tại con người ta, nhiều người họ vì tiền lắm. Dạ. Họ vì tiền họ bất chấp tất cả mọi thứ, ngay cả người thân trong gia đình họ cũng không quan tâm, không có chăm sóc. Con là người làm mạng xã hội nè, con đi ghi hình ở nhiều nơi á, thường á thì những cái hoàn cảnh mà có người thân bị bệnh á thì người ta sẽ bỏ lơ đi luôn, người ta không có chăm sóc. Tôi không có đâu, lo tới đâu tới phải lo nó trước ưu tiên. Dạ. Còn người còn của à, con cái mình hết khả năng tiền bạc lo nổi rồi mới phải chịu chặn thôi. Dạ. Còn nước còn tát nhờ mạnh quân anh em sớm nghiền với băng sớm mâm cho hôm gài cũng đi chở được. Dạ. Tại vì con người ta vì tiền á, khi mà thấy người thân mình bị bệnh á, thì bỏ lăn lóc, không có chăm sóc á, hơi bị dơ. Dạ đúng rồi. Giống như là ăn uống đồ không có vệ sinh á, kiểu đại loại giống như vậy. Như tôi kỹ càng lắm, mấy mục đó là bác sĩ vô nước biển mà nó còn phải sợ, công nhận ông làm quá kỹ. Con ông mà gặp tai nào là thúi hết trơn, hư hết trơn luôn. Khi mà đến đây thăm anh á, thấy chú chăm sóc anh sạch sẽ rồi, tắm rửa rồi, những cái việc làm của chú thật sự khiến cho con rất là thán phục chú. Dạ. Không biết chú có xài điện thoại di động không ạ? Có. Dạ. Chú có thể đọc số điện thoại của mình được dạ. không? Dạ. 037 4822 051. Chú có thể đọc lại một lần nữa. 037 4822 051. Dạ. Dạ thì hôm nay con đến đây thăm chú thì cũng có nhóm cô Nguyên Tường Nguyên Thọ Đăng Quế có gửi một cái phần tiền nho nhỏ để chú có thể mua sữa tã cho anh á, phần tiền nhỏ của ít lòng nhiều, mong rằng
chú sẽ nhận được sự quan tâm của quý bà con cô bác anh chị ở trên cộng đồng mạng nhiều hơn. Dạ. Thì ở đây con có cái phần tiền của cô Nguyên Tường, Nguyên Thọ, Đăng Quế thì con sẽ trao lại cho anh. Dạ. Để anh có thể tiện thể mua sữa tả gì đó để cho dạ. dùng hàng ngày. Dạ, à, gửi cho cảm ơn dạ. chú với mấy cô đó luôn ha. Dạ. Dạ. Thì em cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc anh là cố gắng lên, cố gắng vươn lên. Hãy nhìn thấy cha mẹ của mình là dần hết sức khỏe, dần hết tâm huyết chăm sóc mình, rồi vợ con mình cũng lao lực vì mình để mà mong một ngày nào đó mình khỏe lại đó. Thì anh hãy nhìn những cái nỗ lực của người thân trong gia đình của mình dành cho mình đó, thì anh phải cố gắng vươn lên, ăn uống đầy đủ. Em mong rằng một ngày nào đó em quay lại đây, anh sức khỏe của anh sẽ khỏe mạnh anh ạ. Dạ. Anh có thể hứa với mọi người là anh cố gắng ăn uống đầy đủ được không ạ? À? Mình ăn thì chốt được rồi đó, mà ngặt cái chợ cái vụ đó người ta không có ăn, ăn được. Khó gì đó. Vậy thì mình cố gắng ăn đúng cử, đừng có bỏ cử anh nha. Dạ. Ngày ba cử, dạ. uống nước cũng ngày ba cử, ăn uống phân làm như là cái gì. Dạ. Chứ đó mình mặn đi cha chán, muốn ăn giờ nào ăn. Dạ. Vô với cho quốc, còn này giờ hai muỗng nước, hai muỗng nước, hai muỗng cháo, hai muỗng cháo, không có ăn thêm gì được. Khổ gì đó. Mình cố gắng lên, cố gắng lên, sốt của mình nó chưa có tận, mình đã một lần như vậy rồi thì em nghĩ anh được may mắn, được sống thêm một lần nữa thì chắc chắn khi mà một lần tái sinh lại lần này thì mình sẽ là một cái gì đó khác biệt so với những người còn lại nha. Cố gắng lên anh nha. Dạ con chúc chú Sáu và chúc toàn thể quý cô bác anh chị khán giả trên kênh YouTube của Tình có thật nhiều sức khỏe. Quý bà con cô bác anh chị yêu thương kênh, hãy ấn like cũng như đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị. Dạ em chào anh, chào dạ, chú Sáu. Cảm ơn chú. Dạ.